Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 341: Vô năng. Một trận mưa thu qua đi, thành tứ cửu lại lạnh thêm. Nếu là năm trước, thập lục giám lúc này đã bắt đầu chuẩn bị quần áo mới cho quý nhân dùng mùa đông. Chỉ là tình thế năm nay, thập lục giám như rồng mất đầu, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái giám tùy đường ti lễ giám tần khởi rất đau đầu. Tuy rằng hắn tạm thời thay thế vị trí đại thái giám nghiêm như hiền, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức, có một số việc làm danh không chính môn không thuận. Nhưng công việc vẫn là công việc, vẫn phải có người làm, các quý nhân hơi không hài lòng, báo cáo đến trước mặt hoàng đế, người hoàng đế chất vấn cuối cùng chẳng phải hắn sao. Tần khởi thầm nghĩ một bụng, lạch bạch chạy tới ngự thư phòng, nào biết vừa tới cửa ngự thư phòng đã bị tiểu nội thị ngăn lại. Tần khởi chỉ vào bên trong, tiểu nội thị vẫy hai tay, ý bảo hắn một lần sau lại đến. Tần khởi nghiêm mặt ho khan một tiếng. Tiểu nội thị nghĩ đến thể diện của hắn trước mặt hoàng đế, vội vàng ghé đầu qua, thấp giọng nói. Gần nửa người thái y viện, đều ở bên trong. Gần nửa thái y viện, là vì chuyện của lão ngự sử, lão ngự sử lại liên lụy đến nghiêm như hiền. Tần khởi không nói hai lời, Ngật đầu với tiểu nội thị, rồi mau chóng rời đi. Trong ngự thư phòng, đèn đốt sáng trưng. Trên ghế rồng, Vĩnh Hòa đế nhíu hai hàng mày kiếm, nhìn người trước ngự án. Bùi thái y, ngươi nói đi. Bùi ngụ khó xử. Bẩm bệ hạ, trần đoán của thần cũng giống như chư vị đại nhân, sức khỏe lục đại nhân rất yếu, mạch tượng lại loạn, hơn nữa. Bùi thái y, chấm không muốn nghe ngươi thao thao bất tuyệt, ngươi chỉ cần nói với chấm, lục đại nhân bao lâu nữa thì có thể vào chiều bùi ngụ vội quỳ xuống đất dập đầu thần vô năng trên mặt đất đã có một đám người quỳ viện chính thái y viện triệu thái y giống như nằm trên mặt đất chẳng dám ngẩng đầu lên dám ngẩng sao chỉ một bệnh phong hàn mà chữa nửa tháng cũng không chữa khỏi nói ra thì mặt mũi già nua này của hắn phải để đâu người duy nhất đứng là thầm lão thái y lão thái y tuổi tác lớn tư lịch lâu năm hoàng đế cũng nể mặt hắn để hỏi cuối cùng thẩm thái y không đợi hoàng đế mở miệng hỏi, tự mình run rẩy quỳ xuống. Bệ hạ, lão thần vô năng. Đôi mắt hồ của hoàng đế rũ xuống, nhìn đám người dưới đất, sắc mặt bình thản, nhìn không thể đoán ra được hắn đã giận đến mức nào. Nếu vô năng, vậy thì nên phạt, tất cả người ở thái y viện đều bị khấu trừ ba tháng tiền lương, viện chính nửa năm. Nửa tháng sau, nếu như bệnh của lão ngựa sử vẫn không có tiến triển, vậy đừng trách chấm không nể tình. Triệu viện chính vừa nghe lời này, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, suýt nữa thì ngất đi, trong lòng có một câu, suýt nữa đã thốt ra. Bệ hạ à, Diêm Vương muốn người chết canh ba, thì sẽ không kéo dài đến canh năm, đừng nói thái y viện, đến thần tiên cũng chẳng kéo được. Lui hết đi, vâng. Đám thái y giống như được xá lệnh, đồng loạt lui ra ngoài, thẩm lão thái y tuổi tác đã lớn, thế nhưng lại lui nhanh hơn ai hết. Thứ hàng già này vĩnh hòa đế cực kỳ giận dữ nhưng lại hờ hững cười một tiếng lúc này có tiểu nội truyền vào bệ hạ phùng đài nhân cầu kiến bệ hạ tuyên cẩm y vệ chỉ huy sứ phùng trường tú vội vàng đi tới trước ngự án hành lễ xong lại lập tức lấy một sấp giấy từ trong ngực ra trình lên hoàng đế bệ hạ mời xem là cái gì vĩnh hòa đế thản nhiên nhìn hắn không nhận lấy bẩm bệ hạ chứng cứ lục đài nhân trình lên hà quan đã kiểm tra và đây là kết quả sau khi kiểm tra. Chấm không muốn xem, ngươi nói đi. Phùng trường tú trộm nhìn sắc mặt hoàng đế, nói. Chứng cứ xác thực, không sai chút nào. Hoàng đế dường như đã đoán trước, sắc mặt bình tĩnh, đến ngữ khi cũng rất bình thản. Kết quả bên tam ti thì sao? Thần phụng mệnh bệ hạ, chỉ âm thầm điều tra, kết quả phía bên tam ti thần không biết, nhưng... Ngữ khi phùng trường tú thay đổi. Cẩm y vệ tra án, sẽ không phạm sai lầm không thể phạm sai lầm, nghĩa là lục thời buộc tội nghiêm như hiền, không có chuyện gì sai. Lúc này trên mặt Vĩnh Hòa Đế mới hiện ra sự tức giận. Phùng Trường Tú tiến lên một bước, dùng giọng rất nhẹ nói. Bệ hạ, cầm y vệ còn điều tra ra một số thứ khác. Lão Hoàng Đế ngừng đầu lên. Phùng Trường Tú lại hạ thấp giọng. Nghiêm công công, còn nhúng tay vào ít nhất hai khoa thi mùa xuân. Lão Hoàng Đế nheo mắt. Ngươi có chứng cứ xác thực không? Thần trước mắt chỉ tìm được một nửa chứng cứ, còn một nửa chứng cứ đang tra tìm, nhưng tối đa 10 ngày là có thể tra ra manh mối. To gan, quá to gan. Lão hoàng đế xuất thân từ võ tướng, đập bàn rầm rầm. Phùng Trường Tú không dám nói nữa, chỉ chờ hoàng đế từ từ tỉnh táo lại. Thực ra chẳng cần tìm một nửa chứng cứ kia, chỉ dựa vào một nửa chứng cứ tìm được bây giờ thì cầm y vệ đã có thể dễ dàng cậy mở miệng Nghiêm Như Hiền. Nếu bệ hạ chịu giao Nghiêm Như Hiền cho hắn, thì hắn có thể đào sâu hơn một chút, chuyện dâm loạn cung đình, nói không chừng cũng có thể tra rõ ràng. Hoàng đế rất nhanh đã bình tĩnh lại. Theo ngươi thấy, việc này phải xử lý như thế nào cho tốt? Phùng trường tú có thể làm đến chức chỉ huy sư cẩm y vệ thì không phải chỉ dựa vào chút khôn vặt, dù trong lòng đã có tính toán rõ ràng nhưng chỉ dám để lộ ra một phần thôi. Chuyện này trọng đại, thần không dám nhiều lời, kính xin bệ hạ định đoạt. Vĩnh Hòa Đế im lặng nhìn hắn hồi lâu chuyện khoa thi mùa xuân dừng ở đây, không cần tra tiếp. Thầm phùng trường tú cả kinh. Không chỉ không hạ lệnh đào sâu, thậm chí việc điều tra trên tay cũng phải dừng lại. Bệ hạ là muốn bảo vệ nghiêm như hiền sao. Chấm không phải muốn bảo vệ hắn. Vĩnh hòa đế vỗ về chán. Khoa thi mùa xuân liên lụy đến các học trò, chấm chỉ cần nhìn thấy đám học trò kia gây sự là đau đầu. Thần cũng đau đầu với đám thư sinh kia, đánh không đánh được, mắng cũng không mắng được, cả đám không biết trời cao đất rộng. Phùng Trường Tú vừa đánh giá thần sắc hoàng đế, vừa thăm dò nói: "Vậy thần trở về, xóa chuyện đó đi." Hoàng đế nói một chữ nhẹ nhàng: "Ừ, thần cáo lui, đi đi." Phùng Trường Tú hành lễ rời đi, một chân vừa bước ra ngưỡng cửa, đã thấy phía sau không còn động tĩnh, nhịn không được lại quay đầu vội nhìn thoáng qua. Lão hoàng đế ngồi ngay ngắn trong ghế rồng, mắt hồ nửa mở nửa khép thân hình khôi ngô yên lặng như ngọn núi xa. Phùng trường tú không dám nhìn nhiều, chân kia vội bước ra ngưỡng cửa. Ngự thư phòng to lớn chợt trống rỗng, hắn ngồi khô khốc một lúc lâu, thì gọi. Người đâu, gọi Hoàng Thái Tôn tới. Vâng. Bên ngoài tiểu nội hầu ứng một tiếng, vội đi truyền người. Lão Hoàng đế đứng dậy, nội thị bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Bệ hạ, ngài, chấm ra ngoài hít thở một hơi. Vĩnh Hòa Đế hờ hững liếc hắn một cái. Không nên kinh động người khác. Chấm, chuyên bác tri ẩn. Vâng. Nội thị cố ý chậm bước chân, không gần không xa đi theo phía sau Hoàng Đế. Đi mãi, đi mãi, hắn bỗng nhiên phát hiện có gì không đúng, con đường này là thông tới. Lúc này, đã có thị vệ canh cửa tinh mắt nhìn thấy người, vội vàng chạy như bay tới. Bè hạ. Vĩnh Hòa Đế chỉ vào cánh cửa phía trước. Hắn ở bên trong sao? Vâng sao rồi bẩm bệ hạ nghiêm công công ngoại trừ không ăn không uống gì gầy đi rất nhiều thì những thứ khác vẫn như cũ thị vệ nhìn sắc mặt hoàng đế bệ hạ có muốn vào xem không vĩnh hòa đế gật gật đầu vừa muốn cất bước đã chợt nghe được trong cửa truyền đến tiếng khóc xé tim xé phổi sắc mặt thị vệ trắng bệch vội nói nghiêm công công thỉnh thoảng đau lòng sẽ khóc lên hắn còn có mặt mũi khóc vĩnh hòa đế vung tay áo xoay người rời đi chương 342, Mạch Tượng. Triệu diệt thời vội vàng đi tới Cung yến An, vừa ngước mắt đã thấy Hoàng đế đang đứng dưới mái hiên Cung yến An, bên cạnh chẳng có người hầu hạ nào. Hắn vội vàng xách góc áo chạy tới, vừa muốn hành lễ, thì lão Hoàng đế đã đỡ lấy. Thái tôn đi cùng chấm một lát đi. Vâng. Triệu diệt thời thấy sắc mặt Hoàng đế xanh trắng khó coi, vội nói. Bệ hạ đưa tay, tôn nhi bắt mạch cho ngài. Thời nhiên thiếu hắn có đi theo thẩm thái y học xem mạch tượng, nên ít nhiều cũng biết chút ít. Chấm không bệnh không tai, rất khỏe. Lão hoàng đế phất phất tay áo, đưa mờ u bàn tay ra sau lưng, đi hai bước, lại nói. Người nhớ kỹ, mạch tượng của đế vương, không nên tùy tiện để cho người ta sờ. Triệu diệp thời từ nhỏ được lão hoàng đế dạy dỗ, gần như hắn chỉ vừa nói xong là y đã hiểu được ý của lời này. Mạch có nhanh có chậm, có chìm có nổi, nhanh, biểu thị ngươi tâm loạn. Trầm, biểu thị ngươi trột giả. Bọn họ trần mạch của ngươi, sẽ biết nhược điểm của ngươi. Lão hoàng đế nhìn đứa cháu trai yêu quý nhất này. Cho dù là phụ mẫu, huynh đệ, hay bản thân trí giao của ngươi, thậm chí là người bên gối của ngươi, cũng đừng để cho bọn họ nhận ra nhược điểm của ngươi. Một khi bọn họ nhận ra nhược điểm của ngươi, thì rất dễ dàng được voi đòi tiên. Mấy câu nói khiến triệu diệt thời toát mồ hôi lạnh tuy rằng từ nhỏ y đi theo bên cạnh lão hoàng đế, nhưng chưa từng nghe hắn nói trắng ra như vậy bao giờ, nghĩ tới nghĩ lui, hơn phân nửa lại là vì chuyện của nghiêm như hiền. Đang nghĩ ngợi, thì cổ tay chợt bị bắt lấy, vừa nâng mắt đã đối diện với cặp mắt hổ sáng ngời của lão hoàng đế. Bè hạ, tay phải vững, mạch phải trầm, tâm phải tàn nhẫn, đó mới là đạo làm vua. Cho dù triệu diệt khi còn bé bị lão hoàng đế nắm tay vô số lần, nhưng lúc này cũng nhịn không được mà thấy kinh hãi, đôi tay cầm kiếm này quá mạnh, hắn không thể dẫy ra được. Càng làm cho hắn kinh hãi hơn, là câu nói tiếp theo của lão hoàng đế. Thái tôn điện hạ, ngày mai cha xét phủ đệ nghiêm như hiền, chấm giao cho ngươi. Lúc triệu diệp thời ra khỏi hoàng cung thì trời đã khuya, thẩm trùng trông mong chờ ở cửa cung, thấy chủ tử đi ra thì vội vàng minh đón. Điện hạ, lên xe rồi nói sau. Thẩm Trùng lập tức đưa xe ngựa tới, đỡ Thái Tôn lên xe, đang do dự có nên ngồi lên hay không thì đã nghe Triệu Diệp Thời ra lệnh. "Lên đây." Thẩm Trùng nhẹ nhàng nhảy vào trong xe ngựa. "Điện hạ, bây giờ hồi phủ hay là đến chỗ cầm y vệ, ngày mai cha xét nghiêm phủ?" Chỉ ngắn ngủn một câu nói, đã khiến cho Thẩm Trùng biến sắc mấy lần. Ngón tay Triệu Diệp Thời xoa xoa huyệt thái dương hơi nhức. Cửa sau nghiêm phủ, giao cho Bạch Yến của binh mã Ti Ngũ Thành canh giữ thẩm trùng nghĩ đến yêu cầu vào ngày sinh của tam gia, hỏi. Gia muốn bạch đại nhân giữ được, hay không giữ được? Triệu Diệp Thời nhìn anh. Bạch Yến Lâm là ai cài lên? Thẩm trùng. Là thái tử điện hạ. Triệu Diệp Thời suy nghĩ một lát. Vậy để hắn giữ được, chuyển lên chỗ khác, vị trí kia chuyển qua cho tam gia. Vâng, bệnh của tà lão tam hẳn cũng đã khỏi. Rồi, sáng sớm ngày mai kêu hắn đến nha môn phục chức. Thẩm Trùng hiểu rõ điện hạ đây là muốn mượn lúc cha xét nghiêm phủ, để Tam gia trở nên nổi bật, tiện cho hắn thăng chức lên tổng chỉ huy ngũ thành binh mã ti. Tiểu nhân đã phái người đi thông báo cho Tam gia, để ngài ấy mai giữ cửa thông minh một chút. Mau đi sắp xếp đi. Vâng. Thẩm Trùng không đợi xe ngựa dừng lại, đã vén rèm nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, đã tới phủ Cẩm Y vệ, Phùng Trường Tú đích thân ra đón. Hai người vào trong, Triệu Diệp thời nín thở lấy ra một tờ giấy vàng từ trong ngực, đưa vào trong tay hắn. Phùng Đại Nhân, xem đi. Phùng Trường Tú mở ra nhìn, thầm hít sâu một hơi. Việc này Hoàng thượng chỉ giao cho ngươi và ta, không để tam ti nhúng tay, nhân thủ không đủ. Nên ta đã sắp xếp thêm binh mã ti ngũ thành đến giúp đỡ. Hết thảy, đều do Điện Hà quyết định. Phùng Đại Nhân sắp xếp chuyện ngày mai đi. Triệu Diệp thời thu thánh chỉ lại. Trước khi trời sáng, tuyệt đối không được để lộ tin tức. Vâng, làm việc đi, Điện Hạ xin dừng bước. Phùng Trường Tú đi lên trước, thấp giọng hỏi. Chỉ xét nhà thôi sao? Triệu Diệp Thời vừa muốn mở miệng hỏi một câu. Lời này có ý gì? Thì nghe Phùng Trường Tú nói tiếp. Nghiêm công công thì sao? Bệ hạ có nói xử trí như thế nào không? Triệu Diệp Thời hơi ngẩn ra. Từ xưa đến nay, xét nhà có nghĩa là bắt người. Nhưng lúc này nghiêm như hiền còn ở trong cung, hoàng đế không hề nhắc đến chuyện để hắn đi hay ở bệ hạ không nói chúng ta làm thần tử thì cứ làm tốt công việc được giao là được điện hạ nói rất đúng triệu diệt thời gật đầu với hắn rồi đưa hắn ra khỏi phòng phùng trường tú nhìn bóng lưng thon dài của thái tôn điện hạ biểu cảm thay đổi rất vi diệu hoàng đế chỉ xét nhà không bắt người là dụng ý gì lần trước người cha xét quý phủ là thái tôn lần này cha xét nghiêm phủ cũng là thái tôn thái tử thì sao? Cẩm y vệ trực tiếp nghe lệnh hoàng đế, tân đế kế tiếp là thái tử. Bệ hạ không kéo quan hệ giữa cẩm y vệ và thái tử, lại kéo quan hệ giữa cẩm y vệ và thái tôn. Là có dụng ý gì? Triệu diệp thời ra khỏi phủ cẩm y vệ, mới vừa bước xuống mấy bậc thang, thẩm trùng đã vội vàng nghênh đón, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ. Điện hạ, tam gia không ở kinh thành. Triệu diệp thời bỗng biến sắc. Giáo phường ti. Đã bất hoặc cầm chung rượu, dựa vào lan can, chán nản ngắm trăng. Tướng mạo của hắn vốn rất đẹp, mấy kỹ nữ trong phòng đều cúi đầu, thỉnh thoảng lại liếc trộm hắn một cái. Phía sau có người đến gần, không cần quay đầu đầu cũng biết là hách quân, tên này quanh năm suốt tháng đều là mùi long diên. Sao? Sao một loại nước hoa ý? Để tiểu nương tử, tiểu quan nhân trong phòng không chơi, chạy ra bên ngoài một mình uống rượu giải sầu, nhị ra nhà ta làm sao vậy, tương tư ai à? Hai quân vừa nói, vừa thuận theo cổ tay, nắm lấy tay tạ bất hoặc, cười dài nói. Nào, nói với đệ đệ, là cô nương nhà ai, hay là tên nhóc nào? Tạ bất hoặc hất tay hắn ra. Đừng đoán mò. Xem ra, hơn phân nửa là vì yến cô nương nhà ngươi rồi. Hai quân thò đầu qua, nhìn thần sắc tạ bất hoặc. Theo ta thì chuyện rất đơn giản, rót rượu bỏ thuốc gì đó, tìm ngày hoàng đạo xử lý nàng, lão tam nhà ngươi sao cướp được với ngươi. Tả bất hoặc suýt nữa thì giận điên. Còn nói bậy nữa, ta sẽ nát miệng ngươi, nhìn ngươi giận kìa. Hai quân đá hắn một cước. Ta đây không phải đang nghĩ cách giúp ngươi sao. Tả bất hoặc chỉ cảm thấy phiền, muốn bịt miệng hắn, nên dứt khoát nói. Ta không có hứng thú với nàng, vậy ngươi có hứng thú với ai? Ngươi, vậy thì lại đây. Hai quân không vội, thành thơ cười nói để đệ đệ tuổi thân lần này, cho huynh làm, càng ngày càng không ra gì. Tả bất hoặc đá lại hắn một cước, tự mình trở về phòng, còn chưa ngồi xuống, đã thấy ô hành thò đầu ở cửa. Tả bất hoặc mở cửa đi ra ngoài. mươi 343, giới hạn. Ra, ô hành kéo nhị ra qua bên cạnh. Đã điều tra rõ ràng rồi, Yến cô nương và Lý cô nương hai người đi trước một bước, tam gia mấy canh giờ sau rời đi từ cửa Nam Thành. Một trước một sau là vì tránh tai mắt người khác sao? Có điều tra được bọn họ đi đâu làm gì không? Sau khi ra khỏi cửa thành, thì không thấy bóng dáng. Vẻ mặt ô hành khó xử, thầm nghĩ Yến cô nương này không chỉ có thân phận thần bí, ngay cả hành tung cũng thần bí, rốt cuộc là ai thế? Tả bất hoặc ném chung rượu cho ô hành. Đi cùng ra đến một nơi, vậy phía thế tử ra, người này hôm nay bệnh, lơ đi. Nơi trong lời của nhị gia chính là nhà riêng của tiểu bùi gia trong thành, hiện giờ là nhà Yến Tam Hợp. Ngày Yến Tam Hợp rời khỏi tạ phủ, tạ nhị ra từ sớm đã đến Điền Trang, chẳng vãng trở về mới nghe nói người ở tỉnh Tư Cư đã đi rồi. Ban đêm, hắn đứng ở cửa tỉnh Tư Cư, bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác rất không chân thật, giống như là một giấc mộng vậy. Trong mộng, thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng kia dùng ngữ khí rất hờ hững nói, nhị ra, tâm của ngươi chính trực không? Ô hành, đi gõ cửa. Vâng. Một lát sau, tạ bất hoặc ngồi trong đại sảnh, vẻ mặt dịu dàng nhìn thang viên trước mặt. Vẫn muốn đến thăm Yến cô nương nhưng không có thời gian. Khó khăn lắm mới rảnh thì nàng lại ra ngoài, thật sự là không khéo. Thang viên cười nói. Trước đây thiếu phu nhân đến, cũng nói như vậy. Nói như vậy là đại tẩu cũng không biết Yến tam hợp đi đâu sao. Tạ bất hoặc cong mắt, đứng dậy. Vậy hôm nào ta lại đến, ta tiến nhị ra. Tạ bất hoặc đi ra tiểu sảnh, chợt dừng lại. Đúng rồi, cô nương nhà ngươi khi nào thì về, tránh cho ta lần sau đến lại không có. Tham viên thành thật. Cô nương nói trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ trở về. Đi một lần mất 10 ngày, nơi đó sẽ không quá xa, hẳn là ở mấy châu phủ gần phía nam thành tứ cửu. Nàng ấy đi làm gì vậy? Vì sao lão Tam và Bùi Tiếu đều phải đi theo? Lý bất ngôn kia là ai? Vì sao nàng ta có thể làm ra một bài thơ thiên cổ tuyệt sướng như vậy? Lúc xe ngựa đến bốn ngõ nhỏ, mấy vấn đề này vẫn còn đang xoay quanh trong đầu tạ bất hoặc. Lúc này, ô hành đang lái xe đột nhiên xiết dây cương, quay đầu thấp giọng nói. Ra, người nhìn phía trước đi. Ngoài mấy trưởng, có một cỗ kiệu đang đậu, tạ bất hoặc nhận ra người đỡ kiệu, chính là Nghe Nhi. Tìm tới đây rồi. Trong nháy mắt, sự lạnh lùng trên mặt tạ nhị ra cũng không giấu được. Hắn nhảy xuống xe, bước nhanh qua, vén rèm kiệu lên dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, gương mặt hồng hào của Đỗ Y Vân tươi cười. Nhị ca, lên kiệu nói chuyện đi. Tả bất hoặc đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần, khom lưng chui vào, ngồi song song với nàng. Đỗ Y Vân. Giọng nói của hắn không che giấu sự lạnh lẽo. Chuyện ở phòng bếp nhỏ, là ngươi kêu Lý Chính ra làm phải không? Đỗ Y Vân hỏi ngược lại. Sao nhị ca lại dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy, nói chuyện với ta? Lý Chính ra chết rồi, một tiện nô bán đứng chủ tử, chết thì chết thôi. Huống chi, nàng khiến cho cho phu nhân bị cấm túc, khiến cho vị trí của nhị ca và liễu di nương trong lòng tả lão ra cao hơn một tầng, thì chết rất đáng. Tả bất hoặc đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu này, trong lòng dâng lên sự chán ghét nói không nên lời. Hắn cũng không phải là người tốt, cũng đã làm không ít chuyện xấu, hách quân kia càng như thế. Nhưng làm chuyện xấu, còn có thể bày ra dáng vẻ người tốt đường hoàng như vậy, hắn và hách quân đều làm không được. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ngữ khi hắn càng lạnh hơn. Nhị ca còn chưa cho ta câu trả lời thuyết phục mà. Đỗ Y Vân dịu dàng cười với hắn. Ta là người nóng vội, không đợi được lâu như vậy, đến tìm nhị ca để xin một câu chắc chắn. Sắc mặt tả bất hoặc âm trầm. Hắn ở giáo phường ti uống rượu giải sầu một mình, thực ra cũng đang suy nghĩ xem rốt cuộc có nên hợp tác với đỗ gia hay không. điều kiện đỗ gia bày ra hết sức mê người, kéo nữ nhân ngô thị ngu xuẩn kia khỏi vị trí chính thê, đỡ liễu di nương thượng vị để tạ nhị ra hắn trở thành con trai trường đường đường chính chính. không chỉ như thế, đỗ kiến học còn bằng lòng mang theo hắn bước vào con đường làm quan, mà việc hắn phải làm là truyền hết chuyện lớn nhỏ trong tạ gia tới đỗ gia, một vốn bốn lời nhưng suy nghĩ sâu hơn một chút, Đỗ Kiến Học biết chuyện của tả gia làm cái gì. Đằng sau Đỗ Kiến Học là Hán Vương, mục đích của hắn hẳn là lôi kéo phụ thân giúp Hán Vương. Phụ thân và Đỗ Kiến Học tương giao nhiều năm như vậy, nhưng mãi không nghiêng về Hán Vương, có thể thấy được phụ thân cũng không coi trọng phe Hán Vương này. Thế gian này chỉ có đạo lý cùng vinh cùng nhục, tuyệt không có đạo lý chỉ lo thân mình. Nhị ra hắn dù đê tiện vô sỉ, dù lòng giả âm hiểm thì cũng có giới hạn làm người nói cho đúng một nét bút không viết ra được hai chữ tả tả nhị ra mỉm cười ta ghét lão tam ghét thứ tự không xóa được trên người hắn nhưng đây đều là chuyện của tả gia ta cô nương tự lo cho mình đi đừng vươn tay giải quá đỗ y vân biến sắc nhị ca có biết mình đang nói gì không nói tiếng người tả bất hoặc chợt cười gần một tiếng đỗ cô nương dùng một lý chính gia khơi mào tranh chấp đại phòng nhị phòng tạ ra, nhìn bề ngoài thì có lợi với nhị phòng ta, nhưng ai có thể cam đoan, tạ bất hoặc ta không phải là lý chính gia thứ hai. Lý chính gia, sao có thể đánh đồng với nhị ca chứ? Sao lại không thể? Tốc độ nói của tạ bất hoặc rất chậm. Ăn trong móc ngoài, phản chủ cầu vinh, làm quân cờ trong tay người khác. Đỗ Y Vân bỗng chốc biến sắc. Đỗ Phủ. Thư phòng. Đỗ Y Vân nói đến miệng khô lưỡi khô, bưng chung trà lên nhấp một ngụm vội vãi nói: "Cha, Nguyên Văn là như thế, quân cờ tà lão nhị này chúng ta xem như uổng phí tâm tư rồi." Đỗ Kiến Học khẽ cười nói: "Con gái, trên đời này không có uổng phí tâm tư, hai nước cờ này đánh xuống, thật ra đã thăm dò được Tả phủ rồi." "Ý cha là gì?" "Thứ nhất, tổng quản Tả phủ là một người giỏi." Đỗ Kiến Học yên lặng một lát, "Người này mất vài ngày là có thể tìm ra lý chính ra, rất thông minh." Hắn có thể ngồi vào vị trí tổng quản Tả phủ là có bản lĩnh thật sự. Thứ hai là gì? Tạ Đạo chi là một tên ngụy quân tử. Trước kia ta nhìn lầm hắn rồi. Cha, lời này là sao? Nếu bọn họ có thể tra ra lý chính gia, đã có thể tra ra người sau lưng lý chính gia. Với tình tình của người bình thường thì có thể nhìn việc này sao? Đỗ Y Vân lắc đầu. Hắn lại có thể nhìn. Đỗ Kiến Học cười gan. Cái chết của lý chính gia là chết cho ai xem? Là cho đỗ gia chúng ta xem, là đang cảnh cáo cha con ta đừng vươn tay quá dài. Một sáng một tối, hắn thật sự đã tính toán rất tốt. Đỗ Y Vân lập tức hiểu ra. Tả đạo chi nhẫn ở ngoài sáng là vì thanh danh của mình, dù sao cha đã từng là cấp trên của hắn. Giết chết lý chính ra trong bóng tối là đang phản kích đỗ ra. Còn điều thứ ba không? Còn... Đỗ kiến học. Tả đạo chi dạy con rất giỏi, cho dù bên trong đã đấu đến chết đi sống lại, ở bên ngoài vẫn che chở cho huynh đệ của mình làm việc có nặng nhẹ, có trường mực. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nam nhân tạ ra nếu như giúp đỡ thái tử, đứng ở phía đối lập Hán Vương, thì sẽ như thế nào? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 344, chơi khăm. Nam nhân tạ ra nếu như giúp đỡ thái tử, đứng ở phía đối lập Hán Vương, sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu độ kiến học, đáp án cũng đã ở trong lòng hắn sẽ là kinh địch đỗ kiến học trầm mặc một lát việc này qua đi tạ phủ và chúng ta cho dù chính thức trở mặt con về cũng không nên động tâm tư lệch lạc gì nữa kệ họ đi cha đỗ y vân không phục vậy thù của con gái phải quên đi sao gấp cái gì đỗ kiến học lạnh lùng nhìn nàng cứ dò xét sâu cạn trước xem thái độ của người tạ phủ sau đó lại từ từ tính toán đúng rồi tạ lão tam gần đây đang làm gì trong lòng đỗ y vân chợt chua chát còn có thể làm gì, 89 phần 10 là đi lêu lỏng với tiểu tiện nhân họ Yến rồi. Không giống, Đỗ Kiến học lắc đầu. Một thứ xuất tạ lão nhỉ, làm việc đã như thế, tạ đảo chi có thể trơ mắt nhìn đứa con trai chính phòng đích xuất lêu lồng sao? Người đâu, lão gia âm thầm phái người điều tra tạ lão tam. Vâng, cẩn thận điều tra, vâng, lão gia Đỗ Y Vân hơi buồn bực. Cha, điều tra hắn làm cái gì? hắn là người mỗi ngày nhàn rỗi lên xuống nha môn một tên nhàn rỗi lại khiến ngươi nhớ thương nhiều năm như vậy sao đỗ y vân ngẩn ra đúng vậy vì sao ta lại nhớ thương hắn nhiều năm như vậy chỉ dựa vào khuôn mặt của hắn sao con gái người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài nước biển không thể đo lường được đỗ kiến học hắn cũng bị khuôn mặt công kính của tạ đạo chi lừa gạt nhiều năm tạ tam gia nào biết người kinh thành ai cũng đang nhớ thương hắn lúc này hắn đang ghé vào trong xe ngựa chạy như bay nghĩ làm sao để lặng lẽ liên lạc với lục thời không có người trung gian đáng tin cậy vị gia này lục thân không nhận không cho ai thể diện người duy nhất có thể nói chuyện với hắn là triệu hoài nhân nhưng việc này lại không thể kinh động đến triệu hoài nhân lời của nhà đầu kia đúng là không sai trực tiếp tìm tới cửa là cách tốt nhất nhưng không phải ban ngày tìm mà là ban đêm trèo tường vào tìm trèo tường là một công việc yêu cầu thể lực. Ừm, ta phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng lành vết thương trên lưng đá. Trong một chiếc xe ngựa khác, Yến tam hợp dựa vào vách xe ngựa, đầu dựa lên gối. Nàng xét một vòng nhân mạch giúp tạ tam gia, nhưng chẳng nghĩ ra ai để tìm lục thời cả. Cách tốt nhất vẫn là trực tiếp tìm tới cửa. Nhưng không phải ban ngày, mà là lúc đêm tối, trèo tường đi vào. Trèo tường là một hoạt động yêu cầu thể lực. Đầu tiên phải thăm dò địa hình, xem có thể tìm được một gốc cây bên tường hay không, mượn cây trèo tường. Hai chiếc xe ngựa trong bóng đêm chạy nhanh, tất cả mọi người đều muốn về nhà, chỉ hận không thể khiến xe ngựa chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Hai ngày sau, trời còn mờ mịt, thang viên vừa rời giường đã nghe được có người hô lớn. Tiểu thư đã trở về, chấm. Nàng vội vàng ra đón, từ xa nhìn thấy tiểu thư, tam gia bọn họ thì trong lòng run lên. Đây là từ góc nào chạy về thế, sao ai nấy đều mặt xám mày cho thế này? Tiểu thư, thang viên, chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị cơm, nhanh lên. Yến Tam hợp nhìn Tạ Chi Phi bên cạnh. Tam gia, tiểu bùi gia về nghỉ ngơi hay là ngay đây, cả ngươi tam gia dính dính, khó mà chịu được. Không có thời gian trở về, thang viên ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên thang viên nhanh chân chạy đi tiểu bùi ra nhìn hoàng kỳ ngươi về nhà trước một chuyến mang cho ta mấy bộ quần áo thay thuận tiện mời cha ta tới hoàng kỳ còn chưa kịp mở miệng tạ chi phi nhíu mày nói vết thương cũng khỏi bảy tám phần rồi còn kinh động bùi thuốc làm gì tạ ngũ đầu óc ngươi bị sóc đến hồ đồ rồi à tiểu bùi ra liếc hắn một cái xem thường cha ta xem bệnh cho vị kia sau đó thì sao khám bệnh không được mang theo y đồng, người có thể làm y đồng, ta có thể làm, tam hợp cũng có thể làm. Yến tam hợp vốn cục mắt nghe bọn họ nói chuyện, thì trong lòng đột nhiên rúng đồng. Cho nên chúng ta chỉ cần nói với bùi thái y là có thể giả làm y đồng, thần không biết, quỷ không hay gặp lục thời. Tiểu bùi ra khinh thường nhìn tạ chi phi, nhìn tam hợp nhà ta xem, lại nhìn đầu heo nhà ngươi xem, hết thuốc chữa rồi. Đầu heo cười lấy lòng với hắn, quay người lại, ánh mắt sáng bừng. Yến tam hợp, thân hình ngươi giả làm y đồng rất thích hợp, hơn nữa thái y viện cũng không có ai nhận ra ngươi. Yến tam hợp, ta phụ trách thuyết phục bùi thái y, nếu hắn không đồng ý, ngươi cứ lấy ân tình đối với quý gia gia. Được. Yến tam hợp nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn tiểu bùi ra. Suy nghĩ suốt một đường, vấn đề sầu não lại được giải quyết dễ dàng, cách này còn cao minh hơn trèo tường không biết bao nhiêu lần một giây, hai giây, ba giây. Tiểu bùi ra bị nàng nhìn đến đỏ mặt, đầu lưỡi thắt nút lại. Ngươi, ngươi có tật xấu gì à? Hả, sao lúc nào cũng có thể phát huy công dụng lớn vào thời điểm mấu chốt vậy? Yến Tam Hợp giơ món tay cái với hắn, dùng ngữ khí của Lý Bất Ngôn, nói một câu. Tật xấu này ta thích, lần sau xin tiếp tục phát huy. Tiểu bùi ra, tiểu bùi ra nhìn bóng lưng của cô, kéo cánh tay tạ chi phi hoảng hốt nói nàng hình như nàng vừa nói thích ừ ta 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 phải làm sao bây giờ tạ chi phi nhìn bộ dạng ngu xuẩn của người này hơi bất đắc dĩ nói không nghe nàng nói sao tiếp tục phát huy phát huy cái gì là phát huy sự thông minh của ta phát huy công dụng hay phát huy trái tim chân thành của ta đối với nàng tiểu bùi ra tắm rửa ăn cơm xong đi thẳng đến nhà cha ruột mình, vẫn một mực cân nhắc vấn đề này. Bùi ngụ vừa vào nhà chính, tự nhiên lại thấy mí mắt giật giật. Yến tam hợp không đợi hắn thở ra, đã đi thẳng vào vấn đề. Bùi thái y, ta nhờ ông giúp ta làm một chuyện. Cô nương, mời nói, ta muốn nhờ người đưa ta đi gặp lục thời một lần. Cái gì? Mí mắt bùi ngụ nhảy dựng lên. Ông tốt nhất không nên hỏi vì sao, càng không thể từ chối, chỉ cần dẫn ta vào lục ra là được không thể hỏi tại sao, còn không thể từ chối. Trên đời làm sao còn cách nhờ vả như vậy? Điều này khác gì ăn cướp đâu. Yến Tam Hợp nhìn hắn. Không cho hỏi, là bởi vì ta không muốn kéo ông vào, không thể từ chối, là bởi vì mạng người quan trọng. Bùi ngụ vừa nghe lời này, tâm trạng phức tạp đến không thể nói nên lời. Tâm ma của người nào lại kéo theo lục thời. Lục thời loại người không nhận người thân, sao có thể giúp yến cô nương và nàng không muốn liên lụy đến hắn có thể thấy được chuyện này không nhỏ đứa con kia cả ngày sốt sắng đi theo phía sau nàng chẳng phải đã sớm bị kéo vào rồi sao thầm tính toán một vòng bùi ngụ quyết định để yến tam hợp biết khó mà lui yến cô nương không phải ta không chịu giúp mà ta căn bản không có cách dẫn ngươi vào lục gia lục gia đơn giản ta làm y đồng của ngươi ánh mắt bùi ngụ sắc bén hóa thành đao nhỏ bay thẳng về chỗ thằng con chủ ý tối giả làm y đồng này tám chín phần mười là tiểu xúc sinh nhà mình nghĩ ra trời khăm cha nó à tiểu xúc sinh còn giả ngu chủ ý này hay lắm sao yến tam hợp ngươi lại nghĩ ra thế trầm tư suy nghĩ yến tam hợp phối hợp với tiểu bùi gia tiếp lời bùi thái y cho một câu trả lời đi chương ba trăm bốn mươi lăm khó cả đôi đường đến cách cũng nghĩ tới rồi còn cần đồng ý gì nữa bùi ngụ khẽ cắn môi yến nương ta nói chuyện không tốt ngươi giả làm y đồng của ta cũng được nhưng có thể đi vào hay không thì ta không định đoạt được ai định đoạt được vận may yến tam hợp nhíu mày ý ngươi là vào lục gia rất khó sao bùi ngụ bất đắc dĩ cầm y vệ là cửa thứ nhất lão nô lục gia là tầng thứ hai ngươi nói có khó hay không bùi thuốc tạ chi phi đột nhiên lên tiếng một lục phủ nho nhỏ lại động tới cẩm y vệ không có đạo lý này cẩm y vệ là gì là binh lính thân cận của thiên tử đúng là không có đạo lý này nhưng lão ngự sử lúc này đang ở nơi đầu sóng ngọn gió trong cung ngoài cung có bao nhiêu ánh mắt đang nhầm vào vẫn không đúng tạ chi phi cực kỳ nhạy bén với việc bố trí phòng ngự của thành tứ cửu. chuyện nghiêm như hiền kia không đến mức đừng nhắc tới hắn nữa nhà đã bị tịch thu rồi xét nhà tạ chi phi cảm thấy bất ngờ ai xét bùi ngụ thầm nói tên nhóc này ra ngoài một chuyến sao mới về chẳng biết chuyện gì thế còn có thể là ai bệ hạ chứ ai tạ chi phi và tiểu bùi ra nhìn nhau nghiêm như hiền thực sự rớt đài rồi ư thật nương nó cũng nhanh quá đi khó trách sao phải phái cầm y vệ canh cửa tay chân của nghiêm như hiền rất nhiều thời điểm mấu chốt này phải bảo vệ thơ tốt lão ngự sử rồi Tam gia. Lúc này, Chu Thanh bước nhanh tới, ghé vào tay Tạ Chi Phi nói nhỏ vài tiếng. Mặt Tạ Chi Phi chợt nặng nề, đứng dậy nhìn Yến Tam hợp nói: Người lát nữa người đi theo Bùi Thúc, ta và Minh Đình có việc. Hắn và Minh Đình, Yến Tam hợp chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết là chuyện của Thái tôn. Các người an tâm làm việc, đừng quan tâm cho ta, không có chuyện gì quan trọng thì khỏi cần tới đây. Tạ Chi Phi sao có thể thật sự an tâm? Nếu cầm y vệ ngăn cản ngươi, ngươi cứ nhắc đến tên ta, nói không chừng sẽ có tác dụng. Còn lão nô của lục phủ. Yến Tam Hợp. Ta tự nghĩ cách. Tạ Chi Phi gật đầu. Không gặp được người cũng đừng nóng vội, sau này nghĩ cách khác. Yến Tam Hợp. Được. Tạ Chi Phi quay đầu nhìn bùi ngủ. Bùi thúc. Bùi ngủ ghét nhất là lúc tên nhóc này bày ra vẻ mặt vô tội. Được, được, được cút đi. Minh Đình, chúng ta đi. Bùi Minh Đình không nói thêm câu gì, dứt khoát đi theo, đợi sau khi ra khỏi sân mới thấp giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhà nghiêm như hiền là hoài nhân xét. Ơ, ờ, lại lính chỉ xét nhà à? Tiểu bùi ra vươn ra hai ngón tay. Hai lần rồi, bệ hạ tín nhiệm cháu trai của hắn đến mức nào thế? Hoài nhân giao chuyện canh cửa sau cho binh mã ti. Không phải lúc nào cũng là người của hình bộ tiểu bùi ra nói được một nửa chợt kéo cánh tay tạ chi phi hắn là muốn nâng ngươi lên thế nhưng ta lại chẳng ở kinh thành tạ chi phi dai chán minh đình không biết vì sao ta cảm thấy hơi có lỗi với hắn ta cũng có cảm giác này quan hệ của ba người họ luôn rất thân mật không có rời nhau hoài nhân có việc gì đều sẽ nói với bọn họ phía họ có chuyện gì cũng sẽ không giấu hắn lần này trở về phủ hà Gian bọn họ chẳng chào hỏi hoài nhân một tiếng, đã lên đường đi khỏi thành rồi. Ngũ thập, chúng ta, lên xe rồi nói sau. Đợi dèm xe ngựa hạ xuống, tạ chi phi nói nhỏ. Chuyện khác đều là việc nhỏ, nhưng có một việc, chúng ta phải thương nghị trước, tâm ma của tính trần chúng ta có nên nói với hắn hay không? Hỏi ta làm gì? Lông tơ cả người bùi tiếu dựng thẳng lên. Ta, ta, ta nào biết, ta cũng không biết. Không nói ba người quan hệ tốt như vậy, lại gạt hoài nhân ra, đây là không tin hắn rồi. Hơn nữa, nếu hoài nhân muốn điều tra hành tung của bọn họ thì cũng chẳng thể giấu được. Nếu nói, chuyện này quá nhạy cảm, đụng đến chỗ thiên tử, trong lòng hoài nhân sẽ nghĩ gì? Có thể nào không cho bọn họ điều tra tiếp hay không? Tả chi phi dựa người về phía sau, khe khẽ thở dài. Khó cả đôi đường. Lời này khiến cho tiểu bùi ra hơi hoảng hay chúng ta chỉ nói một nửa để lại một nửa, giống như chuyện ngô quan nguyệt lần trước vậy. Hắn một lòng với chúng ta. Tạ Chi Phi rất không thích cảm giác này. Nói dối, tính toán là phải dùng trên người đối thủ, đối với bằng hữu thì không nên như vậy. Lần trước gạt hoài nhân là bởi vì liên lụy đến cha con ngô quan nguyệt, liên lụy đến trịnh gia, vụ án quá lớn, nếu sốc lên thì là gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh. Hoài nhân căn cơ còn nông, Gạt là vì muốn tốt cho hắn. Lần này, tả chi phi đau đầu muốn nứt ra, dứt khoát nằm xuống xe ngựa. Lần này, ta thật sự không biết. Lục phủ sao giờ ngọ, bị che dưới dưới bóng cây. Xe ngựa bùi phủ chậm rãi dừng ở cửa, đầu tiên có một tiểu y đồng nhảy xuống xe. Y đồng kia tuổi rất nhỏ, làn da rất trắng, trên vai đeo một hòm thuốc. Y đồng đứng vững, xoay người qua đỡ bùi ngụ xuống xe. Bùi ngụ cầm cổ tay y đồng, thấp giọng nói. Lát nữa vào nhà, cố gắng đừng ngẩng đầu, đi theo sau ta là được. Yến Tam Hợp nhìn bàn tay to run rẩy trên cổ tay, bất đắc dĩ. Bùi Thái Y đã nói 20 lần rồi. Ông chỉ hận không thể nói 200 lần thôi. Giọng bùi ngụ hơi run rẩy. Vào trong phòng, ngươi xem ánh mắt ta rồi làm việc, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, lục thời không thể so với người khác, hắn. Bùi Thái Y, ngươi nói tiếp là người khác nghi ngờ luôn đó yến tam hợp nâng cầm lên bùi ngụ vừa liếc mắt nhìn suýt nữa ngất xỉu ngoài cửa hai vị thái y một trái một phải đang dùng ánh mắt giật mình nhìn bùi ngụ sau khi hoàng đế tức giận triệu chính viện đang sợ mất mũ ô xa trên đầu chia các thái y làm ba ca ca sáng ca trưa và ca tối mỗi chuyến một hai thái y chỉ sợ lục thời xảy ra chuyện bùi ngụ sợ tới mức vội vàng rút tay lại hò khan một tiếng ngẩng đầu ưỡn ngực rất khí thế đi qua vương thái y phó thái y bùi thái y ba người đối mặt vương thái y nhìn y đồng phía sau bùi ngụ rất lạ mặt đồ đệ mới nhận à ừ bùi ngụ nhận nhiều năm rồi hôm nay mang ra ngoài trải đời phó thái y xem khí tức hẳn là một cô nương nhỉ thì sao bùi ngụ tức giận bùi gia ta chẳng lẽ không thể bồi dưỡng một nữ y và chấn bách dược đường à. Đồ đệ, tới hành lễ với hai vị thái y đi. Nữ y Hoa Quốc là do các Hạnh Lâm thế gia, lựa nữ tử có thiên phú trong tộc, phải trải qua nhiều năm bồi dưỡng, chuyên điều dưỡng thân thể cho các nương nương phi tần trong cung. Yến Tam hợp tiến lên một bước, thoải mái khom người hành lễ cho hai vị thái y, thẳng thắn vô tư để cho bọn họ đánh giá. Nàng thẳng thắn, hai lão thái y ngược lại ngượng ngùng, thuận miệng khen hai câu mũi bùi ngụ thở hắt ra, bước một chân vào ngưỡng cửa lục phủ. Yến Tam hợp gật đầu với hai vị thái y, không nhanh không chậm theo sau. Trải qua một cửa này, nàng cuối cùng đã biết tiểu bùi ra vì sao lại kiêu ngạo được như thế. Rõ ràng là di truyền từ cha hắn. Đây là một tòa nhà nhị tiến vuông vắn, nơi trồng hoa thì trồng hoa, nơi trồng cỏ thì trồng cỏ. Dọc đường đi vào, Yến Tam hợp tìm không thấy bất cứ cảnh sắc nào để nàng có thể nhìn nhiều một chút phải nói là cực kỳ bình thường. Cửa thứ hai, có hai vệ binh mang đao đang đứng. Yến Tam hợp chợt căng thẳng, vội cúi đầu. Chương 346, Lục Đại. Yến Tam hợp đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị người kiểm tra, cho nên lúc ở trên xe ngựa, nàng đã thỉnh giáo kiến thức y học với Bùi Ngụ. Nào biết đâu, hai binh vệ kia căn bản không hỏi nhiều, chỉ gật đầu với Bùi Ngụ, sau đó cho bọn họ đi vào. Bùi Thái Y, vì sao không cha? cũng không nhìn xem là ai mang người tới. Bùi ngụ kiêu ngạo xong, quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng cửa tiếp theo, người phải tự mình qua, người nọ không nhìn mặt tăng, không nhìn mặt Phật, không nhìn mặt hết. Đang nói, thì người nọ đã gần ngay trước mắt. Khoảng 50 tuổi, không cao không thấp, không béo không gầy, tướng mạo bình thường, ăn mặc cũng rất không gây chú ý, chắp tay sau lưng đứng ở cửa viện, thần sắc hờ hững. Người nọ tên là Lục Đại, là quản sự của Lục Phủ. Bùi ngủ im lặng liếc hắn. Dưới tay không quản mấy người, tính cách cũng không dễ chơi. Yến Tam hợp thấp giọng nói. Hắn và lục thời là thân lắm không? Quỷ mới biết. Bùi ngụ đi lên trước, gật đầu với lục quản sự. Ánh mắt lục quản sự liếc Yến Tam hợp. Bùi thay y, vị này là... Nữ y đồng ta nhận, mang ra ngoài trải sự đời. Sắc mặt lục quản sự rất khó coi. Bùi thay y, đại nhân nhà ta cũng không có gì cho y đồng nhà ngươi xem sao lại không có chứ bùi thái y cười gần một tiếng bệnh thương hàn chữa hơn nửa tháng cũng không khỏi việc này rất đáng xem đó yến tam hợp tiến lên một bước vừa muốn hành lễ nói chuyện thì bùi thái y đưa tay đẩy nàng ra sau thế nào coi thường nữ y đồng nhà ta hả nói thật với ngươi đi nàng ta đến người chết cũng chữa được đó yến tam hợp không phải đã nói cửa ải này để nàng tự qua sao vì sao chẳng cho nàng nói chứ ánh mắt lục quản sự đánh giá yến tam hợp từ trên xuống dưới một lúc lâu mới gật đầu vậy là qua rồi yến tam hợp vội vàng cụp mắt hành lễ với lục quản sự hành lễ gì với hắn hành lễ với sư phụ ngươi mới là phải lẽ bùi ngụ kiêu ngạo tiểu yến tử đỡ ra tiểu yến tử vội tiến lên đỡ lấy cánh tay bùi ngụ cung kính nói sư phụ người cẩn thận dưới chân ừ sư phụ vinh váo tự đắc bước vào ngưỡng cửa. Trải qua một lần này, Yến Tam hợp lại cho ra một kết luận, tật xấu mạnh miệng mềm lòng của tiểu bùi ra, cũng di truyền từ ông bô hắn. Nàng nhẹ nhàng nhéo cánh tay bùi ngụ một cái, sư phụ, cảm ơn. Bùi sư phụ chẳng thèm chớp mắt. Ơn nghĩa già, chuyện sau đó ta thật sự không giúp được, xem số của ngươi đi. Nhà của người bệnh nặng, hầu như đều có một đặc điểm, không thông gió, không khí ô nhiễm, hơn nữa trong phòng còn có mùi lạ. Nhưng gian phòng trước mắt này không chỉ không tối, không một ngạt, không ô nhiễm, còn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Yến Tam Hợp đầu tiên nhìn qua hai cánh cửa sổ mở rộng, bất ngờ phát hiện trên bệ cửa sổ, có đặt một cái bình mỹ nhân, trong bình cắm hai cành hoa quế. Người này còn tao nhã hơn cả vị đường lão ra trên núi. Lúc này, bùi ngụ đã đi tới trước giường, vén áo ngồi xuống. Lục đại nhân, đưa tay ra đi, ta đến bắt mạch cho ngài. Yến Tam Hợp đặt hòm thuốc xuống, lặng lẽ rời mắt qua. Vừa rơi qua, hô hấp của nàng phút chốc đã dừng lại. Đây là một nam nhân cực kỳ già nua, tóc bạc xóa ra, hốc mắt lõm xuống, mi mắt rủ xuống, khiến cho đôi mắt đều bị che lại. Hai gò má lún sâu vào vì gầy, làm tôn lên xương gò má cao khác thường. Môi hắn rất mỏng, mỏng đến mức gần như không nhìn thấy. Chuyện đề cử, côn luân ma chủ, kỳ tài giáo chủ. Yến Tam Hợp đã từng gặp Lục Thời một lần lúc xét nhà quý gia, tuy không có quá nhiều ký ức, nhưng khi đó còn chưa già nua đến mức này. Đây là nam nhân đường chi vị thích sao? Nhưng ngoại chưa già, nàng chẳng nhìn ra chút đặc biệt nào, thậm chí chẳng có lấy một nửa phong thái của đường lão gia. Có lẽ là ánh mắt Yến Tam Hợp quá mức nóng bỏng, khiến cho Lục Thời vốn nhắm mắt lại, mặc cho bùi ngụ bắt mạch, chợt mở mắt ra đôi mắt đục ngầu vừa mở ra trái tim yến tam hợp khẽ nảy lên vội rời mắt đi ánh sáng trong mắt qua sắc bén chẳng hề vì ốm đau mà giảm đi chút nào thậm chí còn khiến người ta không dám nhìn thẳng sự sắc bén này khác hoàn toàn với lúc vừa mới gặp tạ đạo chi sự sắc bén của tạ đạo chi là sự sắc bén của người trên đối với người dưới nhưng vị này là loại sắc bén có thể khiến người ta không thế trốn được lục thời liếc mắt một cái lại nhắm mắt lại, Yến Tam hợp rõ ràng thấy lông mày hắn hơi nhíu lại. Đúng lúc này, bùi ngụ đã trần mạch xong, vuốt bộ dâu thưa thớt, trầm ngâm nói. Bệnh của Lục Đại Nhân, sắp khỏi rồi. Lục Thời vẫn nhắm mắt lại. Làm phiền bùi thái y nói với bệ hạ một tiếng, ba ngày nữa thần có thể vào chiều. Bùi ngụ nghe xong câu này, quả thực muốn khóc. Nương ta ơi, mũ ô sa trên đầu giữ được rồi. Chúc mừng Lục Đại Nhân, cuối cũng đã khỏi bệnh, ta sẽ. Bùi thái y đào mắt qua yến tam hợp, chuyển đề tài. Ra ngoài nghĩ phương thuốc cho lục đại nhân đi, đồ nhi, người ở đây trong lục đại nhân giúp sư phụ. Vâng, lục quản sự, mài mực. Bùi ngụ nhìn lục đại một cái, muốn tách hắn ra. Bùi đại nhân đích mình động thủ. Đôi mắt chim ưng của lục quản sự lạnh lẽo nhìn Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp lập tức hiểu được, vị lục quản sự này lo lắng cho người lạ ở trong phòng lục thời. Nàng vội vàng đưa mắt nhìn Bùi Ngủ, ý bảo hắn ra ngoài trước. Bùi Ngủ bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi ra ngoài. Một phương thuốc dù lề mề thế nào, thì với tiêu chuẩn của Bùi ngụ, chỉ cần thời gian một chén trà lớn là đủ rồi. Nói cách khác, Yến Tam Hợp chỉ có thời gian một chén trà để nói chuyện với Lục Thời, còn phải ở trước mắt Lục quản sự này. Phải mở miệng ra sao đây? Là đánh thẳng hay đi đường vòng? Yến Tam Hợp chỉ dùng một giây thời gian để đưa ra quyết định. Nàng xoay người, nhìn về phía lục quản sự. Ta tên là Yến Tam Hợp, thân phận thật sự là do Am Thủy Nguyện ở Tây Giao mời tới. Lời còn chưa nói xong, một bàn tay lớn với tốc độ cực nhanh, giữ lấy cổ Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp chợt thất hít thở không thông, đỏ mặt, chẳng nói nên lời. Tính sai rồi. Vị quản sự này lại biết quyền cước công phu, người bình thường không thế nào ra tay nhanh đến mức này tay trên cổ càng siết càng chặt, hai chân yến tam hợp dần rời khỏi mặt đất, trước mắt dần biến thành màu đen, nhưng nàng không dễ dụa, mặc cho bàn tay to như kìm kia siết lại, nuốt hết chút không khí còn sót lại trong phổi nàng. Nàng đang đánh cược, cược nàng do bùi ngụ mang vào. Cược vị lục quản sự này không dám giết người ngay trước mặt bùi ngụ. A à, đại! Tiếng gọi vừa vang lên, bàn tay trên cổ phút chốc đã buông ra, yến tam hợp ngã ngồi dưới đất, đau đớn ôm cổ ho khan mỗi một tiếng ho, tựa như đều phát ra từ lồng ngực, nàng nghe thấy tiếng bùi ngụ bên ngoài đang lập tức xông vào. Yến Tam Hợp, ngươi, ngươi đi ra ngoài. Yến Tam Hợp nuốt xuống một ngụm nước miếng mang theo máu tanh, thấp giọng mắng. Nơi này không có chuyện của ngươi. Trường 347, so chiêu. Bùi ngụ trợn tròn mắt. Sao lại không có chuyện của hắn chứ? Là hắn mang người vào, lỡ như có chuyện gì bất chắc, đừng nói không thể ăn nói với con trai mình, phía bên tam gia. Bùi thay y, ngươi ra bên ngoài đi. Yến Tam Hợp đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đi thật xa vào. Đây không phải là cho cắn lữ động tân, không biết lòng người tốt sao. Máu bùi ngụ trào lên, quay đầu bước đi, vừa đi tới viện thì chợt bước chậm lại. Không đúng, nhà đầu này là không muốn liên lụy tới hắn, mới kêu hắn đi xa ra. Kỳ quái, tâm ma của một ni cô sao lại có quan hệ với lục thời. Vậy ni cô đó là ai? Yến Tam hợp chờ bùi ngụ rời đi, hít sâu vài hơi mới ven áo lên ngồi xuống chiếc ghế tròn trước giường. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào nam nhân già nua trên giường. Nam nhân từ từ mở mắt ra. Khi ánh mắt đối diện nhau, Yến Tam hợp ưỡn thẳng lưng. Am Thủy Nguyệt có một ni cô tên Tĩnh Trần, Tĩnh Trần trước khi xuất ra tên là Đường Chi Vị. Gương mặt lục thời không có chút biến hóa, giống như hắn căn bản không nghe thấy Yến Tam hợp nói. Đường Chi Vị là con gái của Đường Kỳ Lệnh, Đường Kỳ Lệnh từng là tiên sinh của ngươi, năm đó ngươi vào kinh tham gia khoa cử, mượn nhà của Đường gia, Lục đại nhân, chuyện cũ đời trước đều nhớ chứ? Vẻ mặt Lục Thời, rốt cuộc cũng có biến hóa. Biến hóa này, Yến Tam Hợp phải tìm một từ để hình dung, đó chính là vi diệu. Nói đi, ngươi giả làm y đồng của bùi ngủ trà trộn vào lục phủ ta, có chuyện gì? Giọng của người bệnh lâu ngày là khàn đi, nhưng giọng của lục thời ngoại trừ khàn ra, thì còn thấy rất mệt mỏi. Nhưng mà, thứ thu hút sự chú ý của Yến Tam Hợp, là câu hỏi ngược lại kia của hắn. Ngươi giả vờ, ngươi trà trộn vào, có chuyện gì, không hề nhắc đến một chữ đến quan hệ giữa hắn và đường ra. Yến Tam Hợp thầm đưa ra phán đoán, con người lục thời vừa cẩn thận vừa xào quyệt. Nếu lục đại nhân nhớ lại chuyện cũ trước kia, ta có thể nói cho ngươi biết chuyện gì, nếu như không nhớ được. Yến Tam hợp nheo mắt, học theo tả chi phi, chậm rãi bắt chéo chân. Có một số việc có nói nhiều cũng vô nghĩa. Chiều này gọi Khương Thái công câu cá, chỉ mong người mắc câu, nàng cực sự tò mò của Lục Thời với mình. Giả làm y đồng, trà trộn vào Lục phủ. Sau đó thì sao? Lục Thời không muốn biết tại sao ư? Yến Tam hợp như thấy được biểu cảm trên mặt Lục Thời lại hơi biến hóa. Nhưng thứ nàng không nhìn thấy là lục quản sự phía sau lặng lẽ tiến lên một bước, chỉ chờ chủ tử lên tiếng thì sẽ bẻ gãy cổ của nàng. Ánh mắt đục ngầu của lục thời nhìn chầm chầm Yến Tam Hợp, một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi. Ngươi tên gì, Yến Tam Hợp, bao nhiêu tuổi, 17, người ở đâu, Phủ Vân Nam, tìm ta làm gì? Yến Tam Hợp im lặng. Cô không chỉ im lặng, mà còn lạnh lùng, không hề sợ hãi nhìn thẳng lục thời. Trong lòng Lục Thời có một cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như người ngồi trước mặt không phải là một tiểu cô nương 17 tuổi, mà là lão giang hồ đã ở trong triều đình mấy chục năm. Thật đúng là hiếm lạ. Triều đình bao nhiêu văn thần võ quan, cũng không dám nhìn thẳng Lục Thời hắn, cô nương này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Đường Kỳ Lệnh từng là tiên sinh của ta, Đường Chi Vị đã từng là sư muội của ta, năm đó ta ở nhờ Đường phủ. Ánh mắt hắn đanh lại, ngươi tìm ta làm gì? ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện quan trọng. Ánh mắt Yến Tam hợp lại sâu thêm. Lục đại nhân vừa rồi không nói thật, đường chi vị không chỉ là sư muội của ngươi. Lục thời đột nhiên biến sắc. Yến Tam hợp nhìn về mặt này của hắn, quyết định thừa thắng sông lên. Ngươi và nàng tư định chung thân. Lục thời chống ván giường ngồi dậy, lớn tiếng quát. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Yến Tam Hợp. Nàng hất cằm, lộ ra mình là át chủ bài quan tài của Tĩnh trần sau khi chôn xuống đã nứt ra. Quan tài của người chết nứt ra là vì lúc còn sống trong lòng có niệm, sau đó niệm sẽ thành ma. Ta được người của am thủy nguyện mời tới hóa giải tâm ma cho tĩnh trần. Ánh mắt lục thời mở to. Trong phòng, cực kỳ yên tĩnh. Yến Tam Hợp không nói gì nữa, đôi mắt đen bình thản nhìn lục thời, lặng lặng chờ hắn mở miệng. Có một số việc từ nghe được đến tiếp nhận, phải cần có thời gian, Yến Tam Hợp biết mình không thể gấp. Ánh mắt Lục Thời lại nhỏ đi, cho đến khi mí mắt rũ xuống, tạo thành một khe hở mới mở miệng. "Yến Tam Hợp, tâm ma của nàng không phải là ta, ngươi tìm lầm người rồi." Yến Tam Hợp đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, hỏi ngược lại. "Ta có nói tâm ma của nàng là gì đâu, sao Lục đại nhân lại biết là ta tìm nhầm người?" Rất đơn giản, Lục Thời lạnh lùng cười. "Ta và nàng chưa từng tư định chung thân, chúng ta là quan hệ sư huynh sư muội trong sạch." lục thời ngươi chắc chứ nếu muốn biết yến tam hợp có ghét một nam nhân hay không thì cứ nhìn và cách xưng hô lục thời thản nhiên trả lời ngoại trừ quan hệ này thì không còn gì khác ngươi không biết xấu hổ à được yến tam hợp đè nén cơn tức ngươi đã nói các ngươi là quan hệ sư huynh sư muội vậy thì quan tài của nàng không khép lại được ngươi là sư huynh có thể góp một phần sức hay không yến tam hợp ngươi có thể điều tra đến nơi này của ta hẳn là đã biết rất nhiều chuyện giọng nói của lục thời mang theo vẻ lạnh lùng. Lục thời ta là một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, đối với một tiểu nhân thì sao quan tài của nàng có thể khép lại được, không khép lại được thì liên quan gì đến ta chứ? Yến Tam hợp kinh hãi. Ngươi có thể trơ mắt nhìn quan tài nàng mãi mãi không khép lại ư? Có thể, ngươi không sợ trên đầu ba thước có thần linh sao? Đường kỳ lệnh nhúng tay vào khoa mùa xuân, gian lận giúp người ta, bị xét nhà là đáng đời, đường chi vị là nữ nhi của nàng, lúc đường ra hưng thịnh, nàng hưởng thụ hết thảy vinh hoa, lúc đường ra suy tàn, nàng cũng chịu đựng hết thảy, coi như thần linh cũng sẽ không trách đến trên đầu ta. Lục thời cười gần một tiếng. Huống chi người chết như đèn tắt, nàng không nên có niệm nay tâm ma gì cả, hết thảy đều di nàng gieo gió gạt báo, tại sao ta phải giúp? Ngươi! Yến Tam hợp nghẹn học. Ngươi không cần tới tìm ta, chuyện này ta coi như chưa từng nghe nói. Lục thời liếc mắt nhìn lục đại, lục đại tiến lên một bước, đưa tay ra hiệu tiến khách. Yến Tam hợp không nhúc nhích. Hóa niệm giải ma bao nhiêu năm, nhưng hắn chưa từng gặp nhân vật nào như Lục Thời, người này đâu chỉ vong ân phụ nghĩa, quả thực là chẳng có nhân tính. Cũng khó trách Đường Kiến khê không muốn nghe đến tên của người này. Thật sự, rất bẩn tai. Yến cô nương, ta khuyên ngươi nên rời đi trước thì hơn. Lục Thời chậm rãi nhắm mắt lại, đừng liên lụy trong viện kia, dù sao nơi này cũng là Lục phủ, hắn tự mang người vào ta có thể cáo tội hắn có mưu đồ bất chính. Họ lục, ngươi nương nó hãy làm người đi. Yến Tam Hợp bị người nắm lấy điểm yếu, vẫn nộ đứng dậy, một chân vừa bước ra ngưỡng cửa, ánh mắt nàng đã tối lại, cuối cùng nghiến răng nói một câu. Lục thời, ta còn tới tìm ngươi nữa. Yến cô nương. Giọng của lục thời vang lên sau lưng. Lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không. Hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. Trái tim Yến Tam Hợp chợt trùng thẳng xuống đáy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 348, ý trời. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Đôi mắt Lý Bất Ngôn nhìn chằm chằm vào Cổ Yến Tam hợp, rất muốn phun lửa ra ngoài. Ai làm, bất ngôn, đừng xúc động, ngươi nghe ta nói hết đã, ngươi nói đi. Yến Tam hợp kể lại tình hình vừa mới gặp Lục Thời nói cho Lý Bất Ngôn nghe. Cảm giác lúc Lục Đại siết cổ, cô nói rất chi tiết. Bởi vì chỉ càng chi tiết lý bất ngôn mới có thể phán đoán ra thân thủ của người này cao hay thấp có phải cao thủ hay không ta thấy rất khó nói nhưng người này chắc chắn rất tàn nhẫn lý bất ngôn mặt âm trầm người tập võ không ỉ mạnh hiếp yếu không ước hiếp nữ nhân trẻ con đây là quy củ yến tam hợp không hiểu bên cạnh lục thời sao lại có người như vậy chuyện xấu chuyện thất đức làm nhiều quá nên bên người phải cài một cao thủ ban đêm hắn có thể ngủ được chứ gì Lý bất ngôn vỗ một trường lên thảm. Nương nó, đã vong ân phụ nghĩa chưa tính, sao có thể chẳng có chút nhân tình như thế. Lý bất ngôn càng nhìn cổ yến tam hợp, càng đau lòng, cảm giác mình sắp tức đến thăng thiên rồi. Nam nhân à nam nhân, đều nương nó chẳng là cái thá gì, vẫn là nương ta nói đúng, mấy thứ như Phượng Hoàng Nam này không nên đụng vào, ai đụng thì người đó chế. Phượng Hoàng Nam là gì? Họ lục vốn là con gà đất, mượn thế đường ra biến thành Phượng Hoàng, sau đó tự mình bay lên trời, mặc kệ người khác sống chết, đây là Phượng Hoàng Nam. Lý bất môn nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ ta rất nghi ngờ vụ gian lận khoa thi xuân kia có liên quan đến con gà đất kia, không chừng là hắn bày trò quỷ đó. Yến Tam hợp im lặng thật lâu, nói. Đi, chúng ta đến trà lâu nghe kịch uống trà. Ngươi còn có tâm tư này. Đại thái giám nghiêm như hiền bị xét nhà, chuyện lớn như vậy, trà lâu tử quán chắc chắn sẽ có người bàn về lục thời về nhà cũng không có việc gì làm không bằng qua bên kia nghe thử yến tam hợp bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng chúng ta không vào bên trong được thì đi từ bên ngoài ta không tin lục thời có thể bền chắc như thép nói hay lắm ý chí chiến đấu của lý bất ngôn lập tức bị giấy lên cao tám trưởng chúng ta phải lột ra tên cầu nam nhân lục thời này ra từng lớp bà cô đây không tin là không làm gì được hắn yến tam hợp im lặng một lúc lâu nói Bất ngôn, ngươi còn nhớ tâm ma nhỏ ta hóa giải ở phủ Giao Châu không? Còn nhớ, là Hàn Gia Bảo ở Giao Châu. Lý bất ngôn cảm thán. Gia đình đó giàu, sắp xếp cho chúng ta toàn đồ dùng tốt để ăn mặc, đến bây giờ ta vẫn quên không được, là nhà bọn họ. Bất ngôn. Yến Tam hợp lên tiếng cắt lời. Ta nhớ Hàn Gia Bảo là tiêu cục, cũng nhân tiện tìm hiểu tin tức cho người khác. Ý của ngươi là, bọn họ nợ ta một ân tình, ta muốn nhờ bọn họ hỏi thăm về lục thời này tại sao còn muốn hỏi thăm, đường kiến khê không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Hắn chỉ nói một phần, sau khi đường kỳ lệnh rơi đài, lục thời sao có thể leo lên được? Làm sao bỏ qua được danh tiếng học trò đường kỳ lệnh? Làm sao leo lên vị trí quan to nhị phẩm? Yến Tam Hợp nhìn về phía nàng. Nếu không muốn kinh động đến Tam Gia và Tiểu Bùi Gia, thì dùng Hàn Gia Bảo là nhanh nhất, cũng ổn định nhất. Hàn Gia Bảo à... Thiệt lý bất ngôn đau muốn chết cái nhân tình này ngươi có thể lấy của họ 10 vạn 8 vạn lượng đó, thế mà lại dùng để tìm hiểu cái con gà đất kia. Ngươi còn muốn lột ra phượng hoàng nam gia hay không? Lột. Lý bất ngôn vung một trường ra. Lột sạch hắn, ta còn muốn biết về lục ra. Yến Tam hợp lấy khăn ra, buộc lên cổ để che vết bầm tím. Ta muốn biết loài gạo nào có thể nuôi ra đứa con lòng lang dạ sói như thế. Màn đêm buông xuống, phường khai quỹ náo nhiệt hẳn lên. Tả Tam Gia và Tiểu Bùi Gia đã lâu không xuất hiện, hôm nay lại đến. Hai vị gia đầu tiên là đánh mấy ván bạc ở đại sảnh, ngại chơi không đủ lớn lên lại lên thuyền phường, một đám dân cờ bạc hâm mộ âm thầm chửi mắng, nương nó, sao họ lại không đầu thai tốt được như thế. Thuyền rời bến tàu, Tam Gia và Tiểu Bùi Gia đứng ở đuôi thuyền, cả người hai người đều rất bồn chồn, cảm giác thấp thỏm như đứa con dâu xấu xí cuối cùng cũng phải gặp phụ mẫu nhà chồng. Tiểu Bùi Gia chịu không nổi, tháo khối ngọc bội bên hông xuống. Như vậy đi, mặt trước thì thẳng thắn, mặt trái thì không nói, mặc cho số phận đi. Được, thế nhé, đã quyết định rồi, không thể đổi ý. Được, tiểu bùi ra ném ngọc bội lên, vươn tay là đón, mở lòng bàn tay ra. Là mặt trước. Nói đi. Tiểu bùi ra run rẩy, vội vàng nhét ngọc bội vào tay tạ chi phi. Ta vừa đi vệ sinh chưa rửa tay, người ném đi. Là ai nói không thể đổi ý. Tả tam gia lườm hắn một cái, ném ngọc bội lên, bắt lấy, mở ra. Là mặt trái. Không nói. Tả tam gia giật mình, lại nhét ngọc bội vào trong tay tiểu bùi ra. Ta đi vệ sinh cũng chưa rửa tay, hay là ngươi ném đi. Tên khốn nhà người có chút tiền đồ đi. Vừa khéo lúc này Mai Nương lắc eo nhỏ đi tới, tiểu bùi ra bèn ném cho Mai Nương. Nhanh, ném lên trên đi. Mai Nương chỉ coi như hai vị gia đang chơi trò gì đó, nghe lời ném ngọc bội lên trên. Ngọc bội chờ mình mấy lần trên không trung rồi rời xuống. Rơi ở đâu rồi? Thật trùng hợp, nó bị kẹt trong khe của bong tàu. Tả Tam Gia và Tiểu Bùi Gia cúi đầu nhìn, đồng thời thở dài. Tam Gia. Minh Đình, ý trời rồi. Tiểu Bùi Gia, ý trời, không thể làm trái được. Hai người ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nhau, cùng kết thúc, ừ, cứ quyết định như vậy, nói một nửa, để lại một nửa vẫn là bến tàu kia, chờ thuyền cũng vẫn là người kia. Người đó mặc một bộ đồ màu xám nhạt, khiến cho người ta nghĩ đến một câu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Sao? Sao diễn tả vẻ thanh tao và hiếm có của quân tử là như ngọc sáng, kho ai có thể sánh bằng. Triệu công tử đi vào khoang thuyền, cởi áo choàng ngồi xuống bên cạnh bàn, như cười như không nhìn hai người kia. Tiểu bùi ra giống như một đứa con dâu trột dạ ngồi xuống bên cạnh hắn, chột dạ lấy tay nâng cầm, chột dạ mở miệng. Chuyện này đều do ta, ta không cam lòng, muốn tranh thủ thời cơ nên mới kéo ngũ thập đi theo. Triệu diệt thời cầm lấy một quả nho. Tranh thủ cái gì vậy tiểu bùi ra, trung thân đại sự đó. Tay cầm nho hắn trượt một cái lăn xuống, triệu diệt thời kinh ngạc. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Tả tam ra ven áo ngồi xuống, bóc một quả nho đưa vào tay triệu diệt thời. Nam nhân mà, không ăn được vào miệng, thì có thể nhớ thương cả đời. Triệu Diệp thời bỏ nho vào miệng, nhai vài cái rồi phun hạt cha, đặt trong lòng bàn tay bùi tiếu. Ngươi có tiền đồ đó. Cơ hội phá băng cuối cùng cũng tới. Tả chi phi lấy khăn ra, kéo tay Triệu Diệp thời tới lau cho hắn, nhân cơ hội nói. Đều là lỗi của ta, là ta theo hắn, muốn mắng thì mắng ta đi. Ồ, giọng Triệu Diệp thời bình thản như một cơn gió. Trường 349, dỗ dành giọng triệu diệp thời bình thản, ánh mắt cũng bình thản. Ngươi theo hắn đi tranh thủ yến tam hợp, nếu không thì làm sao bây giờ, người này mỗi đêm đều mong nhớ cô nương người ta đến ngủ không yên. Tả tam ra cười cười với triệu diệp thời. Nếu sau này ngươi thích ai thì ta cũng theo ngươi. Trong đầu triệu diệp thời đột nhiên lại hiện lên hình bóng một người. Người nọ buộc tóc, khuôn mặt trắng nón, nụ cười treo trên mặt. Điện hạ, hái hoa tặc háo sắc, không trèo tường thì không thể nhìn trộm được sao lại là nàng nhỉ? Hắn nghĩ, yên tĩnh một lát, triệu diệp thời hất tay tam ra ra, tiếp tục ăn nho của mình, phun ra một hạt, vẫn đặt vào lòng bàn tay tiểu bùi ra. Tâm ma của ai? Tiểu bùi ra. nico cô tính trần của am thủy nguyệt. Triệu diệp thời. Lai lịch gì? Tả tam ra. Điều tra ra là một kỹ nữ của giáo phường ti. Triệu diệp thời nhìn tả tam ra một cái. Đi đâu? Tiểu bùi ra núi Mộc Lê huyện Quan Sơn Phủ Hà Gian, đi bái phòng một cao nhân ẩn cư, cao nhân kia họ đường, tự kiến khê. Tả tam gia. Tiếc là không hỏi được gì, ở trên núi một đêm thì dẹp đường hồi phủ. Trong lúc nói chuyện, trên tay tiểu bùi gia đã có chín hạt nho. Triệu diệt thời rút khăn trong tay tam gia ra, lau sạch từng ngón tay, sau đó lại ném khăn cho hắn. Nói đi, muốn ta giúp cái gì? Tả tam gia. Tiểu bùi gia thất thần cả đám làm gì? Triệu diệt thời khịt mũi coi thường. Là chê bổn thái tôn không có bản lĩnh, không giúp được gì sao? Ôi trời, hoài nhân của ta ơi! Tiểu bùi ra ném hạt nho trong tay, trực tiếp dính lên người hắn. Nương nó chứ, người cũng nghĩa khí quá. Cút! Triệu diệt thời đẩy hắn ra, quay đầu, thản nhiên nhìn tả tam gia. Tam gia nở nụ cười ngàn năm không thay đổi, vô tội, đáng thương. Tam gia cười cho ai xem đấy, hoài nhân ngươi đó. Còn cười được sao, cười khổ, Tam gia, cười khổ cũng là cười hả, cũng không thể khóc với đường đường Hoàng Thái Tôn của chúng ta được mà. Ơ, ờ, cái miệng nhỏ nhắn nói hay đấy, ta chỉ có cái miệng này thôi. Trong mặt tả Tam gia cũng có ý ngươi, một tay ôm ngực. Không đúng, còn có một bụng cảm động nữa, Tam gia. Triệu diệt thời hư một tiếng. Cảm động như vậy rồi thì ngươi định làm sao? Không làm sao cả, nghe hoài nhân nhà ta, hoài nhân đặt trong lòng. Tam gia đặt trong lòng. Hoài nhân muốn nói, Tam gia sẽ nói. Tạ Chi Phi cười nịnh nọt. Dù sao, đều do ngươi định đoạt. Miệng lưỡi trơn tru, ngươi cũng cút cho ta. Triệu Hoài nhân vươn một đầu ngón tay ra, dí hắn một cái, thấy không đủ, thì trực tiếp dí vào chán hắn. Tam gia cười đến mức đôi mắt hoa đào híp thành một cái khe, vẻ mặt vô lại. Đánh không đánh trả, mắng không cãi lại. Khiến cho người ta không thể nào xuống tay. Tạ Tổng chỉ huy sứ, không phải bổn điện hạ muốn mắng ngươi đâu, nhưng người này điên, ngươi cũng điên theo sao. Năm chữ xương hô này khiến mắt tả chi phi chợt sáng lên. Chuyện thăng quan thành công rồi. Hắn trực tiếp đặt tay lên vai triệu hoài nhân, sâu sắc nói. Hoài nhân muốn điên, tam gia cũng điên theo. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng trò chuyện sao. Cùng ngươi lên núi đao, xuống biển lửa. Ánh mắt tả chi phi sâu lắng, mang theo áy náy nhìn triệu hoài nhân. Thái tôn điện hạ của ta, thế đã đủ chưa? Triệu Hoài Nhân nhìn lại hắn, ánh mắt gần dịu xuống. Tiểu Bùi Gia chớp mắt với tạ Tam Gia, luận việc dỗ dành, vẫn là tả ngũ thập ngươi ghê gớm. Tam Gia, nói nhảm, mau học một chút đi. Nam nhân nếu đã nói thẳng ra thì sẽ không có lý do để so đo nữa. Thêm vài ly rượu vào bụng, sự khó chịu trong lòng triệu diệp thời đều đã tan thành mây khói. Tả Chi Phi lúc này mới mở miệng hỏi. Hoài Nhân, xét nhà nghiêm ra thế nào rồi? Nói đến đây, mặt triệu diệp thời trầm xuống. Bằng hai quý gia, hai quý gia. Tạ chi phi và bùi tiếu mặt nhìn nhau. Chi phí ăn mặc của mấy chính thê thiếp thất trong phủ có thể so được với nương nương trong cung, đừng nói các người giật mình, đến ta. Triệu diệp thời nói tới đây, trong lòng chợt thấy kỳ lạ. Nghiêm như hiền dù có đội trời thì chẳng qua cũng chỉ là một thái giám, hắn lấy đâu ra lá gan lớn mà nhận nhiều tiền như vậy, còn dám thê thiếp thành đàn bệ hạ thật sự không biết gì cả sao tả chi phi hỏi hắn bây giờ đang ở đâu trong cung trong cung tiểu bùi gia quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình đã nương nó xét nhà rồi sao còn ở trong cung được đang muốn hỏi một câu vì sao thì chợt thấy đau chân tả chi phi thu chân lại lại hỏi người dẫn cẩm y về đi xét nhà phía thái tử không nói gì chứ không nói chuyện này triệu diệt thời hơi hợt nói Ta khách quan quan sát, người thay thế nghiêm như hiền 89 phần 10 là tần khởi. Tạ Chi Phi không biết nhiều về tần khởi lắm. Đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Người này làm việc khiêm tốn, ổn trọng, không có phe phái rõ ràng, cũng không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, cứ xem tiếp đã. Triệu diệt thời vỗ vỗ vai Tạ Chi Phi. Tam gia, công tử Phong Lưu cũng nên đi nhầm trước rồi đó. Ngày mai đến nha môn báo cáo, còn có một tin tức vừa mới gửi tới ba ngày sau, lục lão ngự sử sẽ vào triều Tiểu bùi ra có hơi kinh ngạc. Hắn khỏi bệnh rồi. Triệu Diệp thời giận đến đen mặt. Tâm tư tên nhãi này đều đặt trên người Yến Tam Hợp, cha mình đã làm gì, truyền lời gì, căn bản không quan tâm. Tiểu bùi ra hoàn toàn không ngờ tới sắc mặt Triệu Diệp thời xanh đen như thế là vì hắn, còn nghĩ hắn đang lo lắng vì chuyện lục thời muốn lấy chứng cứ nghiêm như hiền dâm loạn hậu cung nữa. Ta cũng lo lắng mà, hắn cảm thán nói. Lục thời người này chẳng bắn trượt phát nào, nếu như có chứng cứ thì chẳng phải bệ hạ. Tạ ngũ thập, bịt miệng hắn lại cho ta. Tạ chi phi đi tới trước mặt tiểu bùi ra, đưa tay bịt miệng hắn. Ta có nói gì đâu. Tiểu bùi ra tức đến trợn trắng mắt, tạ ngũ thập, người buông tay. Tạ ngũ thập, hoài nhân bảo bịt, ta dám không làm sao. Tiểu bùi ra, nương nó ngươi, tương lai chính là gian thần. Tạ ngũ thập, còn tương lai ư bây giờ ta đã thế rồi tiểu bùi gia bắt lấy cánh tay triệu diệt thời hoài nhân lời thật mất lòng triệu diệt thời hất cánh tay hắn ra bước nhanh lên bong tàu há to miệng thở ra vài hơi cho đỡ tức nghe được tin tức này điều đầu tiên hắn lo cũng là thế bệ hạ anh minh thần võ cả đời há có thể để cho một tên thái giám vừa già vừa xấu làm ô nhục thanh danh phía sau có tiếng bước chân ngữ khí tiểu bùi gia nghe rất đáng thương Bệ hạ cách ta mười vạn tám ngàn dặm, ta rảnh rỗi đi lo cho hắn làm gì, ta chỉ lo cho ngươi thôi. Tam gia. Minh đình hắn là miệng thối lòng mềm, ngươi đừng so đo với hắn. Tiểu bùi ra giậm chân. Lo cái gì mà lo, xe đến trước núi tất có đường, cùng lắm ta say một hồi với ngươi. Tam gia. Ta phụ trách nướng thịt, rượu mạnh thì phải có thịt mới đủ vị. Còn giận cái gì nữa? Triệu diệt thời xoay người nhìn hai người, ngoài mạnh trong mềm đừng nói ba hoa chích chòe, đến lúc đó lại bắt ta nương thịt nữa bây giờ. Tam gia bình tĩnh hất nồi. Ai lại không biết xấu hổ làm phiền thái tôn điện hạ ra tay thế? Tiểu bùi gia bình tĩnh đâm dao. Loại người không biết xấu hổ này, nên dẫm nát rồi đem cho cho ăn. Triệu diệt thời. Được lắm, hoàn toàn hết giận rồi. Trường 350, thăng chức. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chỉ trong một buổi tối, tin tức lão ngự sử ba ngày sau muốn vào chiều, đã truyền tới từng gia đình cao môn thế hộ của thành tứ cửu. Nhất là gia đình có nữ nhi làm phi tần ở thâm cung, thì càng kinh hồn bạt vía, chỉ sợ ba ngày sau đại nạn xét nhà diệt tộc sẽ rơi xuống trên đầu bọn họ. Trời vừa tờ mờ sáng, tạ đạo chi đang ngủ say bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt ra. Cha, là con. Nghe được một tiếng này, người làm cha mới yên tâm. Về lúc nào đó, Sáng sớm hôm qua đã vào kinh, hôm qua trở về, bây giờ mới nghĩ đến cha ngươi sao, đúng là đứa con hiếu thảo. Cha, con thăng quan rồi. Cơn buồn ngủ của Tả Đạo Chi lập tức biến mất. Tổng chỉ huy sứ binh mã Ngũ Thành. Tả Đạo Chi nhíu mày nhìn khuôn mặt ẩn trong bóng tối của con trai, một lúc lâu mới mở miệng nói. Khi nào thì nhậm chức? Hôm nay, Tả Chi phi một đêm không ngủ, quanh mắt hơi thâm. Hơi nóng vội chút. Tạ đạo chi chống mép giường ngồi dậy, lau mặt. Đợi thêm 2-3 năm nữa sẽ tốt hơn. Cuối cùng vẫn là gừng vẫn già cay, vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra được chỗ vi diệu trong đó. Đúng vậy. Với tư lịch của hắn, quả thực không đủ để ngồi lên trước tổng chỉ huy sứ ti binh mã ngũ thành. Một là tuổi quá nhỏ, hai là công lao quá ít. Chẳng qua nếu như hắn đã nâng con lên thì hẳn là có dụng ý của hắn, về sau nhớ cẩn thận lời nói việc làm. Vâng việc nâng ngươi lên và việc ngươi có ngồi vững ở vị trí đó không là một việc cách nhau rất xa. Tả đạo chi khẽ thở dài. Vào thời điểm mấu chốt, thành tứ cửu có thể sẽ không thái bình, tam nhi, con phải cẩn thận. Tả chi phi nghe lời này xong thì thấy hơi đau lòng. Lời này hoài nhân cũng từng nói, ba ngày sau lục thời lên chiều, không biết sẽ tạo lên sóng gió như thế nào. Nhà đầu kia thế nào rồi? Lần này có thu hoạch gì không? Thu hoạch không lớn, nhà ở thế nào, nhỏ thì nhỏ, nhưng yên tĩnh. Mấy ngày gần đây tinh thần lão phu nhân không tốt, ăn cũng không nhiều, lát nữa con đến dỗ dành, tiện đường nói chuyện của nha đầu kia với bà. Được à. Tạ đạo chi yên lặng nhìn con trai. Chờ ngày nào đó con rảnh rỗi, dẫn lão phu nhân đi một vòng cho người yên tâm. Tạ chi phi tự nhiên thấy muốn khóc. Nếu yến tam hợp đã ra khỏi phủ đến sống ở nơi khác, thì hẳn là không muốn gặp lại người tạ phủ nhưng lão phu nhân lại là người có tâm tư nặng nề. Thôi đi. Cha, việc này giao cho con sắp xếp. Đi đi. Tả Chi Phi không nhúc nhích, lại hỏi. Phía bên ngương thế nào rồi? Tả Đạo Chi vừa nghe con trai nhắc tới ngô thị, thì ngọn lửa trong lòng đã bốc lên. Nếu không phải nữ nhân mô xuân kia không hiểu chuyện thì sao tả ra có thể loạn đến mức này? Giờ thì hay rồi, yến nhà đầu thì tránh đi, lão phu nhân ăn không vô ngủ không ngon, khúc mắc của đại phòng nhị phòng càng ngày càng sâu, còn hắn thì không có chỗ nào để đi, chỉ có thể lẻ loi ngủ ở thư phòng. đây đều là chuyện tốt mà nữ nhân ngu xuẩn kia làm. trước mặt con trai lại không thể nói nhiều, tạ đạo chi lạnh lùng nói. thì cũng vậy thôi, nếu vẫn như vậy, thì còn sẽ không đi thăm người. tạ chi phi lúc này mới đứng lên. lát nữa con bảo tạ tổng quản truyền tin tức con được thẳng trước qua cho người vui một hồi. tạ đạo chi như được chân an không đi thăm là vì phải lạnh lùng với bà để nàng biết sai. Truyền tin tốt qua là để bà vui vẻ, có hy vọng. Một tiếng một lùi vừa vặn. Cứ làm theo lời con đi. Lúc tạ chi phi ra khỏi thư phòng, người hầu bắt đầu bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Tạ tổng quản biết được tam gia trở về, cổ áo xiêm y còn chưa cài xong đã vui vẻ chạy lại. Chủ tớ hai người vừa nhìn nhau, đã biết đối phương có chuyện muốn nói. Tạ tổng quản vội nói, Lão nô đưa tam gia về phòng. Ừ. Đi được một đoạn, tạ tổng quản thấy xung quanh không có người thì vội thấp giọng nói. Mấy ngày tam gia đi, trong phủ cũng yên ổn. Có thể không yên ổn sao? Lão phu nhân vừa nghe nói Yến cô nương rời đi, thì đã chỉ vào mũi lão ra mắng, lão ra chẳng dám ho he tiếng nào. Đến lão ra cũng bị mắng, vậy thì ai dám sinh sự vào lúc này chứ? Phu nhân bị bệnh, liễu di nương cũng không thoải mái, cha của thiếu phu nhân cũng bị bệnh, mấy ngày nay đại gia và đại thiếu phu nhân đều cùng dùng cơm tối ở chu gia đến tối với về. Phụ thân đại tàu bị bệnh. Tả chi phi nhíu mày. Trong phủ chúng ta đã phái người đi thăm chưa? Chuyện này... Tạ tổng quản dừng lời một chút. Còn chưa có thời gian. Tả chi phi nào còn gì không hiểu nữa. Phụ thân bận việc bên ngoài, nội trạch đại tàu làm đương gia, đây đều là chuyện của đương gia. Đại tẩu là một người hiếu thắng, tất nhiên không tiện chủ động nhắc tới chuyện này. Phu nhân bị cấm túc, tinh thần lão phu nhân không tốt, đại ca thấy tình hình trong phủ bây giờ cũng không tiện nói. Mấy chuyện này xảy ra, khiến chuyện của Chu gia bị trì hoãn. Lát nữa người đến bách dược đường một chuyến, mua dược liệu tốt nhất đưa đến, mua nhiều một chút, cho đại tẩu chút thể diện. Tam gia yên tâm, việc này lão nô chắc chắn giải quyết ổn thỏa. Còn vị kia thì sao? Nhị gia vẫn xuất phủ, hồi phủ bình thường, ba ngày trước hắn đứng ở cửa tĩnh tư cư đến nửa đêm. Tả Tổng Quản nhìn sắc mặt Tam Gia, lại nói thêm một câu. Lão Nô cũng đâu phải run đũa trong bụng hắn, cũng không hiểu hắn đứng đến nửa đêm là có ý gì. Còn nữa không, còn có một việc, ngày đó Lão Nô đến chỗ Yến cô nương đưa chút đồ, nghe thang viên nói, nhị ra có đến, nhưng chưa nói được mấy câu, chỉ uống vài ngụm trà, ngồi một chút rồi đi. Hắn nhàn dỗi đó. Tả Chi Phi không hề che giấu sự chán ghét trên mặt, nhất là khi biết người này muốn cưới Yến Tam Hợp, sự chán ghét này đã chạy từ trong lòng lên đến mặt. Giúp ta quan sát tiếp đi. Vâng, đúng rồi, lát nữa đi nhắn tin cho phu nhân, nói con trai bà thăng quan rồi. Hả? Tạ Tổng Quản chợt cười như một đóa hoa. Lão nô chúc mừng Tam gia, chúc mừng Tam gia, đến tối. Cha nói, thời điểm mấu chốt phải cẩn thận mọi sự, không nên bày yến hội gì cả. Một chân tạ chi phi vừa đặt vào viện Thế An thì chợt chậm bước lại bên nhà ngoại đại tàu có việc, chuyện trong phủ ngươi phải cẩn thận, tai mắt của Đỗ Y Vân hẳn là không chỉ có một mình lý chính ra, ngươi cố gắng bắt cho được từng người một, còn khiến ta vui lòng hơn việc bày tiệc lớn đó. Vừa dứt lời, Chu Thanh đã đi ra đón. Ra, nước nóng đã chuẩn bị sẵn rồi. Tạ Chi Phi quay đầu nhìn tạ Tổng Quản. Đến nhà kho tìm mấy cây sâm già, đưa hai cây cho Lý cô nương, hai cây cho Chu Thanh ăn. Chu Thanh ngẩn ra. Ra, thương thế của ta khỏi rồi, ra cái gì mà ra? Tạ Chi Phi búng lên chán Chu Thanh. Khỏe bảy tám phần rồi cùng dưỡng cho ra, Tạ Tiểu Hoa, ngươi còn thở không? Nghe rồi, Tiểu Hoa nghe hết rồi. Tạ Tổng Quản Nịnh nọt cười với Chu Thanh. Thanh gia à, chúng ta dưỡng thương cho tốt, chắc chắn sẽ có sâm mà. Tam gia nhìn Tạ Tổng Quản, nói với Chu Thanh. Ngươi thuận tiện đến nhà kho với Tạ Tổng Quản chọn mấy món đồ, đưa đến phủ bạch Yến Lâm, thứ nhất là vì thể hiện một chút, thứ hai là hỏi thăm xem hắn thăng tới nơi nào rồi. Dứt lời, hắn phất tay áo vào trong phòng, để lại hai người ngổn ngang cảm xúc. Chu Thanh, tam gia làm việc càng ngày càng ổn trọng. Tiểu Hoa, ta nhìn hắn lớn lên từng ngày, đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Đúng lúc này, một bóng người xông tới. Ta ngũ thập, ta ngũ thập, đại sự không tốt, yến tam hợp nhà chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn